Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Pan. Hiện tại Ngọc Gia Pan đang có mặt tại nhà của bố mẹ của một anh khách ở bên Thái Bình. Anh có đặt mua chiếc Famini WU110 với mức giá là trên 20 triệu đồng để dành tặng cho bố mẹ. Thì đây là quang cảnh gia đình của nhà hai bác, nông thôn nhưng cũng rất là không khí rất trong lành. Và Ngọc Gia Pan vừa đặt chân xuống đây thì hai bác cũng có tuổi, thì anh có dành tặng cho hai bác một món quà. Thì đây là quá trình anh em đang lắp đặt cũng như là bàn giao cho hai bác để hai bác có thể chăm sóc sức khỏe. Chúc các bác luôn luôn có sức khỏe và luôn luôn khỏe mạnh. Chân thành cảm ơn anh cũng như gia đình đã tin tưởng và lựa chọn Ngọc Gia Pan.